Trong kỳ nghỉ lễ dài dịp Tết Nguyên đán năm nay, các hình thức giải trí dành cho gia đình cũng đa dạng hơn bao giờ hết. Bên cạnh các hoạt động du xuân, trễ hội, hãy cùng ra rạp thưởng thức các bộ phim giải trí đầy vui nhộn dành cho khán giả, đặc biệt gia đình và các em nhỏ. Cùng điểm lại những siêu phẩm hoạt hình chính thức chào sân khán giả Việt trong dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi này nhé. This is Berk, son. It was the home of your grandparents and their grandparents before them. But out there, beyond the edge of the world, lies the home of the dragons. And I believe it's your destiny to one day find this hidden world. Sự trở lại của đôi bạn đáng yêu Hiccup răng súng trong Bí kíp luyện rồng vùng đất bí ẩn hứa hẹn sẽ khiến cho khán giả nhỏ tuổi mong chờ dịp Tết Nguyên đán này. Bí kíp luyện rồng được đánh giá là một trong những thương hiệu hoạt hình thành công nhất của Hollywood. Ngay từ khi trailer phần 3 của phim được tung ra, nhiều khán giả trên toàn thế giới đã tỏ ra vô cùng thích thú với những hình ảnh đáng yêu, hài hước nhưng không kém phần xúc động. Trong phần 3 và cũng là phần cuối cùng của bí kíp luyện rồng, sao Hiccup tạo ra một thế giới hòa bình cho loài rồng, răng súng, đã tình cờ làm quen được với một nàng rồng xinh đẹp nhưng vô cùng bí ẩn. Với việc đã trở thành người lãnh đạo, gánh trên vai trọng trách gìn giữ sự an nguy cho vùng Berk, tình bạn giữa người tộc trưởng Hiccup sẽ gặp thêm trở ngại khi Hiccup không thể mãi bị cuốn theo những cuộc phiêu lưu bất tận với cậu bạn rồng đáng yêu. Và có một thế lực đen tối đe dọa, mang bao hiểm nguy ập đến, buộc đôi bạn đều phải anh dũng đứng lên thực hiện sứ mệnh của mình bảo vệ mọi thứ họ trân quý. Tiếp tục được sáng tạo dưới bàn tay tài hoa của ekip đến từ DreamWorks Animation, bí kíp luyện rồng vùng đất bí ẩn. Còn có sự quay trở lại của đạo diễn lò phim Dean DeBlois và toàn bộ dàn sao lồng tiếng như Jay Baruchel, America Ferrera, Craig Blanchett, Kit Harington, Craig Ferguson và Murray Abraham. Hidden world. It really does exist. Now that's a king. You're right, bud. It's time. Once, everything was awesome. Now, everything is bleak. Hey, Lucy! I brought you coffee! Nếu đồ chơi Lego từng gắn bó với tuổi thơ của bạn, thì phim Lego 2 sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn và cả khán giả nhí đang say mê sáng tạo và tưởng tượng thế giới của riêng mình với những mảnh ghép đồ chơi đẹp màu sắc. Từng trở thành hiện tượng phòng vé năm 2014, phần 2 của thương hiệu The Lego Movie sẽ trở lại vào ngày 8 tháng 2 năm 2019 với tên gọi The Lego Movie 2, hứa hẹn sẽ cuốn hút khán giả nhỏ tuổi vào cuộc phiêu lưu ngoài vũ trụ đầy thú vị, hồi hộp nhưng không kém phần đáng yêu. Bộ phim lấy bối cảnh sa mạc hậu tận thế sau khi thế giới Legoverse bị kẻ xâm lược là Lego Duplo tàn phá. Bất chấp khó khăn trăm bề, chàng Emmett đã vô cùng lạc quan và yêu đời, đặc biệt là với mối quan hệ với cô bạn Lucy. Tuy vậy, tai họa bất ngờ đến khi nữ hoàng Watava Wannabe đến từ xứ sở ngoài hành tinh Shistar bất ngờ liên minh cùng với Duplo, hồng thôn tính Legoverse. Hang on to your fronts, Planny. We're going to save Lucy. Trận chiến để đánh bại quân xâm lược và khôi phục lại hòa bình cho hành tinh Legoverse sẽ đưa Emmett, Lucy và Batman tới một hành tinh lạ nơi mọi thứ đều ngập tràn trong âm nhạc và nơi này sẽ tiết lộ cho họ biết họ thực sự đặc biệt như thế nào. Trong phần 2 này, khán giả sẽ chào đón sự trở lại của các nhân vật từng chọc cười khán giả phần trước đó. Ngoài ra, phim Lego 2 là màn quy tụ của dàn anh hùng nhà DC Comics. Tất cả sẽ cùng tham gia trong cuộc chiến chống lại nữ hoàng Wasbra Wannabe. Hình ảnh các người hùng truyện tranh được xây dựng khá châm biếm và tạo nên tiếng cười cho người xem, đặc biệt là anh hùng bóng đèn Batman không còn bí ẩn đen tối như các phiên bản live action người đóng, mà lầy lội và thường xuyên có những câu nói gây sát thương người đối diện. Mang đậm phong cách dấu ấn riêng độc đáo của dòng phim Lego, cách kể chuyện siêu hài hước và tạo hình ngộ nghĩnh của các nhân vật, đặc biệt là anh chàng ngố tàu Emmett. Phim Lego 2 sẽ được kỳ vọng là bộ phim hoạt hình đầy thú vị dành cho khán giả, đặc biệt là các gia đình và trẻ em dịp Tết Nguyên đán năm nay. I'm your worst nightmare. You're me when I'm late to school and I forgot my homework and my pants are made of pudding? No, I don't. Bí kíp luyện rồng vùng đất bí ẩn khởi chiếu ngày 6 tháng 2 năm 2019, tức là mùng 2 Tết Nguyên đán tại các rạp trên toàn quốc.
Phim Lego 2 dự kiến sẽ khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 8 tháng 2 năm 2019, tức là mùng 4 Tết Nguyên Đán.